Em chào tất cả anh chị em của đêm ngày mùng 5 tháng 9 nha anh em. Bữa nay thì trời ơi em chờ dài cổ ra, anh em thấy dài cổ ra chứ. Bữa nay nó về cho được một chút, gọi là nó nhín nhín cho mình một chút siêu hàng. Thì hôm nay em lên cho anh em ha. Hôm giờ anh em chốt hàng cỏ nhiều này. Cái lô này lâu lắm rồi phải không anh em? Nhưng mà đợt này nó về không được, cho nên khi mà vận chuyển á, nó còn có hộp. Đợt trước em có like hộp cho anh em á, thì nó còn đi suông sẻ thì nó để nguyên hộp. Bây giờ khó khăn quá cho nên là phải bóc hộp bỏ ra để nhồi nhét đồ vào cho nó gọn. Nói cái này là đáng lẽ là phải nói nhỏ với nhau, nhưng mà em phải nói lên đây rồi thì chắc không còn gì để nói nữa. Là cho nên là bóc bỏ hộp ra để lấy những cái đồ này vận chuyển, gọi là cách luồn lách cho nó tiện. Thì nó về được như vậy thì còn cái ruột không, còn cái vỏ thì nó mất. Em sợ nó bị sượt cái đầu cho nên em bỏ cái bọc này lại thôi. Thì bay cái hộp, một bữa là em bán 1.4 triệu phải không ta? 1.8 triệu. Bây giờ là em lại bớt lại cái hộp cho anh em mấy trăm nghìn. Thực sự là lỗ rồi nhưng mà cứ phải bán. Con này thì Zenith này hôm trước anh em có mua rồi là anh em biết à. Cái đầu này là bao cho anh em là mã vàng này, hàng quân đội nha anh em. Mã vàng, mã vàng. Nó là của sĩ quan lính Mỹ nha anh em. Đây anh em dòm giùm em này. Em bao cho anh em là mã vàng nha. Một cái dây nịt này mà nịt lên hơi bị đẹp. Dây ô liu bằng dù, dù dày nha. Nhưng mà tiếc cái không có cái hộp như đợt trước, thật là uổng quá. Cho nên bây giờ em sẽ đo, không nên bắt. Em đo chiều dài của cái dây này cho anh em ha. Nói chung là được có mấy, được có ít thôi. Nhưng mà có cái nào ta giật cái đấy. Dài của nó là 118, có 4 sợi thôi anh em ạ. Có 4 sợi thôi. Nó về giống như kiểu nước nhỏ giọt á. Không có, không có nữa. Lâu lắm mà anh em, đợt trước anh em đặt nhiều lắm mà không có nữa. Cho nên là nó cái hàng này là gọi là hàng rò rỉ ra ngoài thì được có ít thôi. Em thử cài cho anh em nhá. Thật sự bật một cái dây nịt này mà mình cài một cái dây dây nịt này trên quần mình thì hơi bị vip phải không ạ? Rồi con này em bán cho anh em mất cái hộp bớt của em mất 400 ngàn. Em bán cho anh em là 500 ngàn, 1.5 triệu. Đọc 500 nữa chết đói luôn. Ủa con này cái mã của nó 1.5 triệu, mã của nó mất tiêu. Đây nó dính đây rồi. 1.5 triệu mã số 3 nha anh em. Ai chốt thì chốt giùm em 1.5 triệu mã số 3, có 4 mẫu, 4 sợi thôi. Không có nhiều. Em phải bỏ vào đây. Có một đầu có hai cái là đầu dài như vậy này. Còn hai cái thủy quân thì đầu nó ngắn như vậy nhưng mà đẹp quá. Rồi đây là cái mã này 1.5 triệu nha anh em, mã số 3 nha. Còn nói chung là cái nào cũng đẹp, em thích ôm thật nhiều cho anh em nhưng mà không có. Rồi cái này này, cái này là ở đây là mã vàng, còn ở đây là nó màu khác nha. Cái này cái gì em cũng biết nhưng mà nó là phần nổi bên ngoài thôi. Đó. Báo cho anh em nha. Cái dây này là 3 phân hay 3 phân rưỡi. 3 phân ạ. 3 phân thôi nha anh em, giống như dây nịt mà em hay bán cho anh em đây này. Giống như dây nịt này thôi, 3 phân. Rồi ai chốt con này thì ủa sao cái nào mình rờ vàng nó cũng rớt cái đầu, rớt giá hết rồi ta. Nó không ăn đây này. Con này hả? Này em đụng vào nó rớt cái giấy. Con này là 1.5 triệu mã số 2, dán trên túi ni lông chứ không có nào nó rớt. 1.5 triệu mã số 2 nha anh em. Trời ơi đẹp. Không có nhiều đâu, không có nhiều đâu. Đợt trước anh em đặt quá trời luôn nhưng không có. 1.5 triệu mã số 2. Rồi cái con mà số 4 này này.
Thứ 4 này thì có một cái neo thủy quân USN này, neo thủy quân nha anh em. Anh em nhìn thấy cái móc neo chưa? Con này là cái bản của nó thì nó ngắn, chiều dài của nó ngắn hơn một chút. Đằng sau này con này có chữ US ở đây. Và đây là cái đây có dòng chữ ở đây nha anh em. Con này thì em bán 1,5 triệu mã số 4 ạ. 1,5 triệu mã số 4 nha anh em. Em dán cái này là tình hình là nó không yêu em rồi. Nó lốc hết rồi. Mã số 4. Rồi, con này nữa, một con cuối cùng nữa, con này mã số 1. Trời ơi. Đợt trước anh em chốt con này nhiều lắm lắm này. Con này nha anh em. Nhưng mà lưu ý giùm em cái đầu kia là nó dài hơn khúc, con này nó ngắn hơn khúc nha. Anh em phân loại giùm em này. Hai dạng nha. Đó. Rồi chốt giùm em số 1 con này ha. Thì sau thì đây ạ. Rồi số 1 được có 4 cái à. Bán lúc nào cũng cứ thòm thèm. Đợt trước ai dặn rồi bây giờ em chịu không nhớ. Rồi, đây là một cái lô quần cũng nhỏ giọt, không có nhiều, được có ít thôi. Nhất là M65, M51, anh em mà thích mua đồ này thì cơ hội gặp là cút liền chứ được. Nếu như nó có dài một chút về, anh em cắt like lên like, hoặc là anh em rút ở dưới ống quần để anh em cho nó ướm ở ngay mắt chân. Này, tôi có nó chút xì em đó. Ừ, chút xì vậy, 7-8. Con này tâm tư lưng. Rồi nếu mà anh em cảm thấy vừa lưng, quan trọng nhất là cái lưng. Nếu như mà nó cảm thấy hơi rộng một chút thì mình rút cái phần này lại này. Chứ thực sự đối với em bán M65 áo thì rất là dễ, nhưng mà quần cực khó. Con này M51 nha anh em. Nó về được có mấy con thôi. M51 con này là size small, nhưng mà tem dập của nó này nó cũng hơi mờ mờ. Em bao cho anh em hàng quân đội nha, vì em bán hàng quân đội riết thì mấy con này chỉ cầm trên tay là em đã biết rồi, không cần phải nhắm mắt cũng cầm. Đẹp. Trời ơi nó đẹp. Em đo cái phần bụng này. Bụng của nó là 82, giãn ra hết cỡ là 84. Dài quần là 100-102. Quần dày nha anh em. Sống mông đều, dây chả còn ha. Mông bên này chỉ có một cái vết in nút nhẹ nhẹ thôi này. Đây gọi là cái hiện trường. cái hằn của nó chứ chưa phải là cái vết. Rồi qua đằng trước nha anh em. Nếu như con này là dây keo đồng này. Nếu như con này nó mới và đẹp, anh em biết cái giá trị của nó là 4,5 triệu, 4,8 triệu trừ lại đấy, không có rẻ đâu. Với cái bụng đẹp như thế này, bụng này là đẹp nha. Nhưng mà con này lại đặc biệt có một cái vết ở đây này. Đó, vết này không biết vết dơ hay là cái vết gì đây em cũng. Nói chung là cái này về thì anh em giặt cho nó ra từ từ thôi. Đây, em quay ở đây cho anh em nhìn, quần rất là dày và đẹp luôn. Nó có cái vết vàng vàng nhẹ nhẹ đây này, gọi là như kiểu vết bùi á. Nhưng mà em không dám can thiệp đâu nha, em là khui ra là em quất thôi. Chứ còn mà nói em can thiệp là em chịu á. Rồi còn bên này nha anh em. Bên này thì có một vết đen đen đây này. Anh em nhìn thấy không ạ? Có một vết đen nhỏ xíu xíu đây. Hai cái ống quần hình như nó đá nhau á. Hai ống này như hai ống này, hai cái chân đi chặt vào nhau á. Chỗ này nó còn vàng vàng, vàng bụi đất nữa anh em ạ. Đây này, anh em nhìn thấy không? Cái kiểu hai cái chân mình hay đi đá vào nhau cho nên nó quẹt, nó chặt vào nhau á. Cái lai quần này bị đạp lại hả ta? Đường chỉ số le này. Quần á thì lai là lai rin, nhưng mà hình như bị bung chỉ anh em. Đây này nó đứt chỉ này, anh em nhìn thấy không, chỉ ở đây nó đứt nha.
Cho nên là ông này ông đập đập thêm đoạn này để cho nó giữ chắc hơn. Đấy, đừng chỉ nó bung ra này. Rồi, ok, con này em cho 95% nha em. Sông mông thì đều đẹp lắm. Em dòm sông mông đẹp đều không? Nói chung đằng trước cũng đều đẹp luôn. Chỉ có cái là nó bị một chút ở trong góc này là nó hơi trắng trắng, là như kiểu nó vấp vào nhau vậy thôi. Nhưng mà quần đứng mướt, trượt. Nếu như con này bình thường là 4,5 triệu trở lên, nhưng mà con này vì cái dơ như vậy em sẽ bán giá dơ cho anh em 3,9 triệu mã 13. 3,9 triệu mã 13 nha anh em. Tiếp một con nữa cũng M51 mới. Con này còn thơm mùi vải á. Còn thơm luôn á. Cái đầu khóa của nó nha anh em. Đầu khóa này em chưa bao giờ em đọc, không biết Talon hay là Covid, có view gì không biết, em chưa bao giờ em đọc luôn á. Tại vì like là size medium long tem này, còn mới kẹn luôn anh em. Nói chung con này thì mới, khỏi phải bàn. Cái độ xanh là bóng, mà chất vải của nó mềm và rũ nha. Vải của nó mềm và rũ ạ. Cái bụng của nó là bụng 90-92. 90 là nó hơi trùng trùng một chút, nhưng 92 là căng như thế này này. Dây chạc còn nha anh em. Em đo chiều dài ha. Dài quần của nó là 118. Anh em nào mà quan trọng là vừa cái bụng nha. Còn chiều dài thì mình có cơ hội thì mình chốt đi về, mình còn cắt hoặc là làm sao đó thì cắt. Thì là chất vải của nó này, trời ơi xanh ô liu xanh lè luôn. Nó xanh mình như kiểu thằng đẹp quá. Cái chất xanh của nó thì không chê vào đâu được hết. Mơn mởn. Chỗ này sao dính một chút dơ đây không biết. Chỗ này là hình như nó chạm vào gì. Chỗ này là chắc dơ giặt ra anh em ạ. Một chút dơ nhẹ nhẹ đấy thôi. Chỗ này là gọi là dính đất ngoài chứ không phải là dơ kia đâu. Rồi, chất vải thử ngang rất là lì nha anh em. Vải thử ngang lì luôn này. Con này độ mới 98%. Em bán con này 4,5 triệu mã 14 hồi nãy em nói với em đó. Con kia nó bị, nói chung là độ mới của nó 95%. Nhưng mà màu với nó không mướt bằng con này thì em bán 3,9 triệu. Con này em bán 4,5 triệu. Ai chốt chốt giùm em ha. 4,5 triệu mã 14. Không có nhiều đâu anh em. Không có nhiều báo cáo anh em. Không có nhiều đâu. Tiếp một con Philot MA1 này anh em này. Philot MA1 có một hai cái bông sồi ở trên này luôn. Trúng tá. Đúng không? Nó còn ghim ở trên cái cầu vai này. MA1 có cầu vai nha anh em. L2B chứ. Con này L2B chứ MA1 đâu. Con này L2B anh em ạ. Có cầu vai luôn ha. Hai cái tem này anh em biết. Hai cái bông sồi này là một bông sồi là 300.000. Còn bông sồi này màu đen là 400.000 một bông sồi á. Là anh em biết cái giá trị của nó rồi ha. Vì khoan để em coi cái tem của nó đâu. À, ở trong lót áo lót cam. Trong lót cam của nó nha anh em. Em coi cái túi này. Đây, cái tem của nó đây anh em này. Em ha. Con này L2B. Em nhìn thấy không ạ? Đấy, L2B nó nằm đây này. Cái chữ L2B nó nằm ở góc cuối nha anh em. Có. Còn cái dây kéo của nó này. Dây kéo đuôi cá. Con này chưa có size mà. Hả? Hả? Cái đang bỏ đâu ta. Con này là size X-large. X-large hơi to một chút nha. To thì cũng chỉ có 8 mấy ký thôi. Dài áo là 66. Large của thằng M65 á là 90 ký. Mà con này là 90 ký quay đầu. À, tức là trở lại. 90 ký trở lại nha anh em. 80 đến 90 ký.
nó là ích lát á anh em ạ, màu lông súng, tem trong túi ha, còn tem còn nguyên trên này này, đẹp không? Em có 55 ký mà em bận vậy nó cũng coi được luôn ha. Còn cho anh em xem cái bo tay này, hai cái bo tay này, ok không? Bây giờ em cởi ra review anh em từng góc cạnh. Cái vé cổ của nó, nói chung là con này nó sử dụng rồi cho nên là cái cổ của nó cũng bị nhăn á, xù lông nha anh em. Đây thì anh em chơi tem gì lên thì dán lên này. Cái bo của nó ở đây bị lủng một chút nhẹ nhẹ nha anh em, về kêu thơm theo á, nó móc lại cho nó liền cái, không có là nó đừng có để vậy là nó bung luôn á. Con này đang còn đẹp lắm. Đằng sau còn cái độ lấp lánh anh em nhìn thấy không? Hàng xịn hàng thiệt là nó lấp lánh đã lắm. Rồi, con này em đang cho là 95% độ mới. Ai vừa con này cái tem mình dán đấy. Con này em bán 6,5 triệu mã số 5 nha anh em. Cái con L2B này anh em biết không? Hàng ai mà sưu tầm của thằng Philot là anh em biết cái thằng L2B, mà đã chơi L2B có những con em bán mười mấy triệu á, chứ không phải là em bán với giá này đâu nha. Giá này là em bán là đang còn bèo nhèo rồi đó. Cái L2B là phải nói anh em chuyên chơi Philot, anh em vùng hay chơi Philot là vùng nào ta? Ở đây là có vùng nào chuyên hay chơi vừa Philot hả? Đẹp tuyệt vời. Rồi ai chốt con này chốt giùm em 6,5 triệu mã số 5. 6,5 triệu mã số 5. Alo ạ. Em lên một con trực thăng nữa anh em này, một con trực thăng. Con này là hơi bị hiếm. Vì cái thằng trực thăng này á là hàng xưa nha, hàng chống cháy hàng xưa. Với lại nó lại là lăng. Con. Vì cái thằng mà trực thăng thông thường là anh em chỉ dài được có bộ hôm em bị nhầm con trước á. Con trước em đưa 4,5 triệu này, 4,5 triệu hay 4,5 triệu anh. Mà em cầm lên em cứ nghĩ là em chốt cái con long á, mà nó đưa con rêu lơ về. Nó dài có 60 vừa đó nó dài 60-68 phải không ta? Em nói long là cực hiếm. À 64-65 á. Mà con long này thì thực sự anh em Philot rất cần cái chiều dài. Hầu hết anh em bận cợt cợt trên này anh em không quen. Nhưng mà con này là long dài tới 70. Mới. Mới. Thực sự nó rất là mới. Anh em nhìn cái ở trong của nó còn màu hồng này. Đó, em nói bữa hôm em bán những cái dòng mà trực thăng này mà nó còn mới cứng là có phấn màu hồng. Cho nên con này còn màu hồng ấy. Đang còn màu hồng. Con này là medium long. Để em đọc đời nha. Nó là đời 86. Cái dòng này kháng lửa nhưng mà chất vải của nó là dày nha nhé. Nó không giống như những bữa hôm cho nên là anh em nhận đồ mà trực thăng á, anh em bảo là hồi xưa sau Philot nó khác. Cho nên là mỗi theo từng đời nó khác nhau. Nó không giống nhau. Con này rất là đẹp, mới. Nó còn mới, không có thơm mùi vải nhưng mà nó còn mới. Cái bo của nó này đẹp đỉnh luôn. Màu xanh và đẹp. Lâu lắm rồi không có được có con này. Lâu lắm anh em còn đặt còn dặn nhưng mà không có. Giờ là hên nha, ai chốt được thì chốt, chứ còn em không nhớ là ai đặt luôn á. Con này con này lâu lâu giờ mới được con, mà giờ bán này thì thôi cứ bán đại đi anh em ha. Medium thì 75, 65 tới 75 ký. 75 anh em mà bon chen 77 em nghĩ là hơi căng rồi á. 75 thôi, rất là mới. Đẹp không? Trời ơi, 75, 76 hả? Nhưng mà 70 là đẹp. Em nghĩ 70 là bệnh đẹp. Em nghĩ 70 bệnh đẹp.
70, 72 là đẹp nhất vì em bận 55 này. Nhưng mà 70 thì nó ra em có chút. Mình bận mình đừng có làm cho cái áo nó phải níu ra như vậy, nó vẫn vừa nhưng mà nó níu làm những cái áo nó không đẹp. Mình bận nó vừa có cái độ thuôn nhẹ nhẹ là 70, 72 thôi nha nhé. Em bán theo theo cái phân đoán của em. Nhưng mà con áo này có thể nong lên được 75. Nhưng mà em nghĩ là đừng có nên bận. Với chiều dài như thế thì ai có chiều cao bận vô tư vi vu. Rồi em bán con này là 4,5 triệu mã số 6 mới. Nói chung là 98% á, xanh ô liu cực đẹp. 98%. Nói 100% cũng có thể nói được luôn á, nó mới. Con này là em nhầm với con vừa trước á, đẹp tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Rồi tiếp một con M65 này. Tiêu gì nhôm. Dì kêu nhôm. Để em đọc cái tên của dì kéo phát rồi. Con này là sâu. Sâu. Sâu à. Đây anh em đọc dùm em này. Cái hãng này là em thấy hơi đau đầu đấy. Đằng sau nha em, anh em đọc cái tên đằng sau giùm em này. Em nhiều khi em mù chữ luôn á. Đọc tên đằng sau giùm em nha. Rồi, con này là tem này. Tem trên nha anh em. Small long. Tem dưới này. M65 67. Quần này đời 67 luôn. Đẹp không? Đời 67 mới 98%. Mới kẹt luôn. Được có 2 con à. Được có 2 con à bà con ơi. Không có nhiều. Con này là bụng 80. Nếu anh em bụng 80 như thế này mà căng ra như vậy là 82 mới. Con này đúng là con mùi vải này. Dài 112. Bao hàng chuẩn bị cho anh em nha. Mới kẹt mới cứng. Anh em nhìn cái đường kim mùi chỉ của nó anh em này. À, anh em nhìn mấy cái đường chỉ của nó ha. Nói về Mỹ là phải nhìn cái đường chỉ này. Mấy cái đường dít dắt, đường mũi kim của nó này. Rất là đỉnh đồi. Con này là may một đường. Rồi 98%. Nói 100% được 98%. Em bán con này là 6 triệu mã 15. 6 triệu mã 15 chất vải. Con này xanh ô liu được. Con này xanh ô liu. Vải ngang và lì nha em. Vải ngang và lì này. Rất là mới luôn. Chưa có ai sử dụng, chắc chưa ai sử dụng đó. Rồi ai chốt giùm em ha. Em lên một con Philips. Con này là M1 này. M1. Con này size đẹp. Mới kẹo luôn. Small. Small. M1 nha anh em. Mới. Con này rất là mới. Thằng này thằng M1 100 cái con này á thì nếu như mà anh em ai đã từng sống năm 75 thì là ôm con này để ôn lại kỷ niệm, vì nó là một cái kỷ niệm thời xưa rất là kịch liệt đối với anh em ha. Con này hiếm, nói chung hiếm thì không phải hiếm nhưng mà nó là một cái kỷ niệm thôi. Con này đẹp, nhỏ, size đẹp, dài áo có 60 à. Anh em nào tầm 55 đến 65 kg. Em 55 này. Em vẫn được. Anh em lên 65 70 là kích ạ. 70 vẫn được nhưng mà nó cạnh ra vậy này. Anh em thấy à, nếu mà được thì nó như thế này thì có đẹp không? Cho nên là mình phải vừa như thế này nó mới được ha. Nói chung là được nhưng mà không đẹp thì ta đừng có chơi. Bo thì nó cũng xù lông rồi nhưng mà vẫn rất là mướt. Rất là mướt nha anh em. Anh em có hỏi em áo này rất là nhiều nhưng mà cũng không có mà mua.
Còn cái đầu kéo này anh em đọc giùm em cái. Đó. Anh em đọc giùm em cái nha, em không biết đọc đâu. Gọi là con mắt mà như mù á. Rồi, con này là đồ mới của nó. Ta cho con này 97 này. 97% nha anh em. Em 55kg, cao 1m58 này. Con này em bán 4,2 triệu, mã 16. Đẹp quá. 4,2 triệu, mã 16. Size hiếm nha anh em. Size nó nhỏ, nó hiếm lắm. Rồi. Em lên tiếp một con túi chéo. Chất vải bublin ha. Bublin này thì đợt trước em có lên cho anh em mấy bộ là 15 đến 18 triệu ạ. Mà lâu lắm rồi anh em thấy không? Càng ngày càng mất nồi luôn, mất đồ. Nếu có một vài anh em hỏi em ấy, tại sao mà em không bán một cái như vậy, có cả chục cái để anh này chốt, rồi có người khác chốt nữa. Nhưng mà xin thưa rằng đồ Mỹ không giống như đồ Việt Nam. Nó chỉ có một con. Nếu như có con thứ hai thì cũng phải chờ khi nào có mới mua được, chứ không phải là nó ra một loạt như vậy rồi về mà bán như kiểu bán đồ Việt Nam mình thì khỏe quá. Rồi, con này là vải bublin. Lâu lắm giờ em không có túi chéo nữa luôn á. Con này không phải là cúc nổi đâu nha, mà con này là vải bublin. Vì trên này không có cầu vai này. Nếu như nó mà cúc nổi thật sự phải có cầu vai. Có đai không? Con này à, đai không thì có. Con này là chắc chắn là ông này đổ lên rồi. Thì nhảy qua cúc nổi thì rất dễ. Chỉ cần mổ một cái túi đây là nó ra cúc nổi. Nhưng mà cái cúc này, cúc nổi đâu phải cúc này. Em đo vai cái đã rồi ta tính. Con này là vai 48. Dài áo 80. Size của nó là size medium regular. À, anh cu này, anh cu đổ ra cúc nổi này. Chắc là không được lên cúc nổi cho nên là tức quá đổ ra chơi. Đổ ra cho có cúc nổi để cho lên được bằng cấp cao hơn. Con này là đời sỗi. Đúng rồi. 100 cô tông. Mã của nó là 4 số nha anh em. Gọi là đời sỗi. Trời ơi, mấy cái tem đẹp vậy hả? Mấy cái tem đẹp vậy hả? Nó đừng chỉ lồi lên luôn. Tem ở trong, chỉ ở trong bao á. Rồi, vậy mất rồi. Trong bao mờ ở đâu? Cái tem này là tem rin của Mỹ hết nha anh em. Chỉ có cúc là bị đồ ra thôi. Còn trên cái áo là bị dơ này. Nó bị dơ này anh em này. Anh em nhìn mấy cái chỗ này dơ giùm em nha. Nó bị dơ loang loang nhẹ nhẹ thôi. Ở dưới này có lấy địa Zalo ra viết lại cũng được. À, chỗ này nó có một vết dơ này. Đây vết dơ. Đây có vết dơ nhẹ nhẹ nha anh em. Vậy anh em giặt giùm em cái. Giặt từ từ thôi, đừng có ép nó ra. Cái đai này màu cũng hơi lệch lệch một chút. Chắc là ông này may cái tem lên. Chứ không phải là... Đây anh em dòm. Nếu như anh em không thích cái này, gỡ ra giùm em cái. Bởi vì cái đường này nó không ăn rơ vào trong này. Nếu như con này mà tem đường rin thì nó phải đi từ trong cái đường trần đôi này đi ra. Chứ không phải đi một ở ngoài vào nha anh em. Rồi ta phát hiện ra nó là như vậy rồi. Áo thì đẹp. Rồi cái tem này. Tem này cũng may lên. Tem rin bị gỡ rồi. Tem này cũng tem rin nhưng mà của Mỹ. Nhưng mà nó đây có vết này. Vậy anh em may lên một cái tem dài hơn để nó che cái vết trống này này. Ông này ông may. Rồi ở đây có vết dơ này anh em. Vết dơ ở trên nắp túi nha. Nói chung con này là đẹp. Nhưng mà nó lại dính dơ thôi. Dính một chấm này. Hai chấm, ba chấm. Bốn chấm. Ở dưới này nó bị bạc một chút nữa, ngay góc túi. Nếu như mà con này á, đây một chấm rồi nha em. Nếu như con này mà không
Tivet là anh em biết giá của nó từ 4,5 triệu trở lên. 4,5 triệu trở lên anh em, 4,5 triệu trở lên. Nhưng mà với con như thế này thì giờ em sẽ bán với giá là em sẽ bán với giá là bao nhiêu? 3,9 triệu mã số 7. Nhưng mà màu đang đẹp lắm nha anh em. Nó chỉ dính một mấy chấm dơ thôi. Đó, anh em mua JTB về và cài lên này. Nịt lên là ok thôi. Teo bình đông lên tèn tèn chơi. Đẹp không? Chơi một con áo vậy là VIP định đồi luôn. Em bận thì nó hơi giống cóc một chút, nhưng mà anh em bận nó phải oách hơn nhiều. Rồi ok, ai chốt giùm em à. Còn dây TV này thì em bán luôn. Dây này bằng đồng, hàng chuẩn Mỹ nha anh em. Ê, cái tem của nó dập ở đây này. Con này là sao đọc được đời em. Con này nó viết khực 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 vậy em chịu không đọc được đời luôn á. Em coi cái thử đời. Nó dập sâu bả. Này đây là đát này. Nhưng mà 88 51988 88 83 83 83 anh em ạ. 83 hay 88 gì đó không biết. Nói chung là nó có đời đấy. Em đọc dùm em cái. Nghe là ngu ra rồi anh em ơi. Em đo chiều dài của con áo nha. À, cái dây nha, dây ở hai đầu này thì anh em thích rơi ra thì anh em xịt. Đó, xịt như thế này này. Anh em biết cách làm chứ. Em thử xịt hết cỡ nha. Cái này bằng đồng nha anh em. Em đo chiều dài của nó này. Con này dài của nó là 100. 100 là em tính từ đầu này tới đầu này thôi, chứ không tới đầu này nha. Con này em bán 1,7 triệu một sợi. 1,7 triệu mã số 10. Xanh đẹp nha. Xanh đều màu và đẹp. Chưa có rớt màu. Màu này nó phải là 96-97% độ màu á. Em có 3 sợi. 3 sợi. Sợi này thì mã số 9, 1,7 triệu luôn. Nhưng mà anh em có thể đôn ra đây được tầm 10 phân nữa. Em đo chiều dài thằng này nha. US này. Con này là nó đời, nó viết chữ chữ của nó dập ở đây thì thôi đời anh em miễn cho em đọc được không? em đọc đời này chắc loát mắt luôn. Cái dây này á, thì không mới bằng dây kia nha. Dây này nó bị trắng trắng ở đây một chút xíu. Nhưng mà tha hồ đẹp trai. Tha hồ đẹp trai. Con này chiều dài của nó là 90-95 à? 96. Thì anh em dịch ra là 100 là đủ luôn. Rồi 1,7 triệu mã số 9 nha anh em. 1,7 triệu mã số 9. Còn một giây nữa. Con này là mã số 8 cùng 1,7 triệu luôn. Mấy cái dây này ít khi có lắm bà con ơi. Đấy, dây mấy dây này, dây TV này ít khi có lắm. Toàn là anh em mua có thể dễ nhầm lẫn là của thằng Thái Lan. Bây giờ bọn mà nó làm nhái rất là giống y chang luôn. Rất là đẹp. Còn cái chất lượng thì thua thôi. Đây ở bên này nó dập ở đây thì em không đọc được nữa. Bên này thì được có chữ này nữa. Rồi em đo chiều dài nha nhé. Nó hai đầu cũng đang thừa 10 phân. Chiều dài của nó là 92 thì thêm hai cái khúc này em đôn ra được một nửa nữa là trên 100, 100 trên 100. Rồi. Con này là mã số 8, 1,7 triệu. Được có 3 sợi thôi. Hôm nay chơi thập cẩm à. Em lên tiếp anh em một cái quần thủy quân lục chiến. À bữa hôm ai dặn quần thủy quân lục chiến mà quên này. Sao mà em cứ cầm lên em nhớ người dặn mà không nhớ tên ai hết trời. Quần thủy quân lục chiến. Chất vải cơ kỳ. Đẹp với co con à.
bụng của nó là 74 giãn ra 82 nha anh em, 74 giãn ra 82. Chất vải cơ kỳ 6 cái hộp. Dài quần 102. Con này bao cho anh em đẹp luôn. Tem này, hàng chuẩn cấp phát nha anh em. Hơi bị đỉnh luôn. Con này mới. Không có con thứ hai đâu bà con ơi. Con này là 97%. 97% size đẹp, quần đẹp. Chốt cho em là 900.000 mã 11. 900.000 mã 11. Một con nữa là hết line này ha anh em. Một con sa mạc. Chất vải caro, tiền nào của đấy anh em ơi. Có đồ rẻ, có đồ đắt nha. Con này là bụng 80, căng hết cỡ mới được 82, dây chạc đầy đủ ạ. Chất vải caro. Dài quần là 106. Có bảo mông 6 cái hộp, 98% đồ mới. Ai chơi con này là đỉnh đôi luôn này. Chơi một con này là chất ngất luôn. Con này 800.000 mã 12. Rồi em xin cảm ơn tất cả anh chị em nhé. Em sẽ lên hiệp 3 cho anh em. Chúc anh chị em thành công. Anh em nào mà có ủng hộ thì chịu khó liên lạc dùm em qua số điện thoại em có ghim trên màn hình nhé. Rồi em sẽ chốt đơn cho ạ. Em chào. Rồi, thầy.